chúng ta hãy xây cho mình một cái ao. Hàng ngày chúng ta đang bị mất cá ra khỏi ao này bởi rất nhiều lý do. Đối thủ lấy mất, khách hàng ốm về quê, khách hàng chuyển trọ, hoặc là nhiều cái lý do chúng ta đang bị mất khách. Thì chúng ta phải, nguồn còn lại chúng ta phải đưa thật nhiều khách hàng vào. Có ba cái việc mà cơ bản trong kinh doanh chúng ta phải bắt buộc phải làm hàng ngày. Việc thứ nhất là tìm khách hàng tiềm năng. Tìm không có nghĩa là ra ngoài chợ đi săn lùng, không có nghĩa là vào trong nhà trọ hỏi bà mua thuốc nhà tôi chưa, ra mua nhà tôi đi, không phải. Ok chị em nha. Tìm khách hàng mỗi ngày nghĩa là gì? Là chúng ta thu hút khách hàng về. Ví dụ khách hàng chuyển trọ, ví dụ khách hàng họ chuyển nhà, ví dụ là thấy bên kia đối thủ hay quá họ mất khách. Đấy, ví dụ vậy. Thì là chúng ta đang mất khách mỗi ngày, ít nhiều cũng sẽ mất chứ không phải không mất. Vì vậy chúng ta mất cá trong ao thì chúng ta phải đưa cá vào ao nhiều lên, đúng không anh chị em? Vậy thì chúng ta phải giảm cái tình trạng làm mất khách, nhưng mà chúng ta phải gia tăng để tìm khách nhiều, đúng không anh chị em? Vậy thì cái việc đầu tiên chúng ta cần làm đó là tìm khách hàng nhiều lên, tìm khách hàng mỗi ngày. Làm bằng cách nào? Chúng ta có thể làm thứ nhất đó là gì? Tổ chức các cái chương trình, các cái sự kiện giống như đo sức khỏe, đo loãng xương hoặc là soi da. Bất cứ cái chương trình gì anh chị em nghĩ mình có thể làm được, hãy tổ chức nó để tìm khách hàng tiềm năng mỗi ngày. Nhưng mà trước khi tìm, anh chị em hãy xây cho mình một cái ao. Chúng ta hãy xây cho mình một cái ao. Hàng ngày chúng ta đang bị mất cá ra khỏi ao này bởi rất nhiều lý do. Đối thủ lấy mất, khách hàng ốm về quê, khách hàng chuyển trọ, hoặc là nhiều cái lý do chúng ta đang bị mất khách. Thì chúng ta phải, nguồn còn lại chúng ta phải đưa thật nhiều khách hàng vào, được chưa anh chị em? Vậy thì chúng ta tổ chức các cái chương trình sự kiện để đưa khách hàng vào. Thì trong cái ao này chúng ta hãy giữ họ ở lại trong này, đừng để họ đi mất. Bởi điều gì ạ? Bởi chúng ta đã học rồi. Bởi vì những cái vòng này anh chị em nha, giữ họ bởi vòng cảm xúc, giữ họ bởi vòng sinh mạng, giữ họ bởi vòng trí tuệ, và giữ họ ở bởi vòng nghiệp lực, tức là làm từ thiện, tức là cho đi. Rồi cái chương trình thứ hai chúng ta có thể thu hút khách hàng đó là gì ạ? Đó là chúng ta hãy quà tặng, khuyến mãi. Ví dụ như chúng ta có thể làm chủ nhật vàng, hoặc là thứ năm tuần lễ vui vẻ, hoặc là thứ năm giờ vàng, hoặc là tuần lễ giờ vàng trong tuần. Đấy, thì các mặt hàng nào được giảm giá, ví dụ như khẩu trang đang bán 30 thì về bán còn 20 trong vòng mấy tiếng đồng hồ như vậy, để tăng khách hàng lên, để tăng khách hàng nhiều lên. Đang bán khẩu trang 40 bán 20 cũng được, nếu như nhập 20, hoặc là bán 25, đối thủ đang bán 25 thì mình bán 20. Đấy, trong vòng 2 tiếng thôi. Đó là quà tặng vật lý. Chúng ta vẫn có thể có quà tặng thông tin. Quà tặng thông tin đó là gì ạ? Ví dụ như những người bị tiểu đường, chúng ta có một cái danh sách những cái món kiêng. Nếu như chúng ta bán sữa và có nhiều sữa con nít, trên một cái checklist là nên pha sữa cho bé như thế nào. Đấy, chúng ta có thể nghĩ ra rất nhiều cái tờ note, những cái tờ ghi chú, hoặc là nhiều cái công thức nấu ăn, hoặc là nhiều cái vấn đề cần lưu ý khi mà mắc bởi căn bệnh đấy. Đó là gọi là quà tặng thông tin. Điều số 2 chúng ta cần làm mỗi ngày đó là gì ạ? Đó là chúng ta gia tăng đơn hàng, gia tăng giá trị đơn hàng. Nghĩa là gì ạ? Nghĩa là chúng ta bán hàng. Đấy, tức là học công thức bán hàng. Thì chúng tí nữa chúng ta học công thức bán hàng. Rồi điều thứ 3 chúng ta cần làm đó là gì ạ? Tăng cái tỷ lệ quay lại. Làm sao để tăng được tỷ lệ quay lại khách hàng? Thì bước đầu tiên chúng ta phải biết được khách hàng của mình, họ có cái nguồn tuyến khách hàng chính của mình là ai. Tuyến khách hàng chính được định nghĩa là tuyến khách hàng mang lại doanh số cho chúng ta nhiều nhất, là cái tuyến mà chúng ta phục vụ họ tốt nhất, họ mang lại doanh số chúng ta nhiều nhất, là nhóm khách hàng cốt lõi của chúng ta. Nếu mà chúng ta nghĩ ai cũng là khách hàng chính thì không đúng. Ví dụ có cửa hàng thì họ sẽ, cái tuyến khách hàng là mua đơn mua toa nhiều nhất thì đó chính là cái tuyến mà nuôi sống doanh nghiệp. Hoặc là có những cửa hàng là cắt liều, nhưng mà cắt liều dành cho mẹ bé, hoặc là cắt liều dành cho phụ nữ nhiều. Còn đàn ông thường ít khi mua hàng, họ chỉ mua những cái vật bình thường hoặc là vợ sai đi mua. Thì đàn ông đôi khi không phải là tuyến khách hàng chính của các bạn. Đấy, thì hãy thiết kế cái quà tặng để cho họ, hoặc làm thế nào đấy để họ quay lại. Thì chúng ta cũng phải thấu hiểu được họ, anh chị em nhé.